chào tất cả anh em nhé. Thì anh em tôi lại có mặt tại vườn cây của anh Tuấn Mai. À, thì hôm nay là rất nhiều tác phẩm đẹp, thì tôi muốn chia sẻ cho anh em. Đi theo Trung Bonsai thì có Đao Phủ Vũ Song Hồng, trong người khá nổi tiếng mà anh đang làm mưa làm gió trên thị trường cây cảnh rồi. Đây, à, vừa rồi này anh Tuấn anh có lấy một cái cốt si búp đỏ. Cái này nó đúng búp đỏ đấy anh Tuấn, anh Tân đúng không? Tân Phạm. Đỏ rồi, mình làm mãi nhiều mà không được cây nào đỏ như này. Đấy. Tân Phạm là Tân Phạm là một trong những người cũng khá nổi tiếng. Đấy, nó đỏ ra đấy. Đây này, búp đỏ. Búp ra cái nó đỏ ngay. Nó thuộc dạng đỏ chuẩn rồi. Thì sinh ra vừa đã màu. Màu đẹp. Đấy. Tác phẩm đầu tiên mà Trung Bonsai muốn chia sẻ đó là một trong những cái cốt xanh Nam Điền hạt. Dòng đặc, thân cốt rất là đặc, lùn. Cái này lùn đúng không nhỉ? Đó, cái này đúng không nhỉ? Để chia sẻ cho anh em xem. 40 phần. Mà lá này cái này. Chưa được 40 phần. Làm lên thì chưa 40 phần. Nên là gặp ông Hồng cắt thêm nữa đấy. Nhưng mà thôi là như này là quá ổn rồi. Gặp tôi là đây là... Xanh hạt, xanh hạt. Đâu? Cái cổ này tôi cắt đi luôn. Ý ông Hồng nào muốn bay cái cổ đấy đi. Vì cây nó đôi khi nó hơi to. Nó hơi to so với cái cốt trong. Đây có mầm này rồi. Thiết lập ra nó cũng đúng, nhiều khi là ta phải làm triệt để đúng không? Thiết lập đây thì về tay nó bẻ ngay máy. Cái ấy cái cần gì nó phải thẳng ra đây đâu. Tôi làm giờ tùy cơ ứng biến. Đúng rồi. Không có miễn là đẹp, bố cục chặt chẽ. Gặp đấy hoặc đây nha. Đúng, cốt này nó cũng cụ sụ cây. Đấy, tuy rằng nó là xanh quê thôi nhưng chắc là đẹp. Nó sụn hết rồi. Nó cốt đặc nó cũng giá trị của nó khác. Đấy. Cái tác phẩm thứ hai đây cũng nằm còn ba vai nhỉ các anh nhỉ? Đây mặt chính bên này, mặt sau là đẹp rồi, mặt trước. Tôi để cứ cho đây là mặt mặt trước đây hay mặt sau thì. Con này là ba vai bên này. À, ba vai bên này. Mặt mà đây mặt sau. Mặt trước mặt sau. Mặt sau đây nó có chiều sâu hơn. Mặt này này, cái nào? Rồi nếu mà điểm mà chú quay bên kia với này. Rồi thế đi đây để ghi hình luôn bên này để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Đấy, không cần không cần rồi con. Đấy thì vì không gian hơi chật tí nhưng mà vẫn có đủ. Nhìn sâu hết. Nhưng mà mặt kia vẫn thích hơn. Thôi cái này tôi lấy hồng đồng này. Tôi ngắm lại rồi, cái mặt tôi cấy ra vườn đấy vẫn là mặt chính. Đấy, nhiều khi nó vậy. Ngày xưa đây họ vẫn đang định chơi mặt chính như này. Không thật ra con này mặt nếu mà đây mặt chính thì cái này thì này nó lại cấp vào mắt. Phôi này cũng khá là đẹp nha, phôi này phong phú. Bác nào mà alo sớm thì khả năng là giá cả nó sẽ ok hơn. Con này anh Tuấn cũng mang về khá lâu rồi. Nuôi xong cắt thì này thì cây nó dễ thành cây lắm. Nhìn cái mặt này thì nó tục mấy lần rồi nó vén. Cây cối là thực ra là cứ phải cắt ra thì nó mới đẹp được. Đôi khi là nhìn nó lá tốt vậy thì không phản ánh hết được. Cũng nhiều cây đỏ. Để bác nào đang quan tâm đến những cây công trình, cây bóng mát, đặc biệt là những cây khủng trang trí khuôn viên trong vườn cây của mình thì cứ liên lạc trực tiếp anh Tân Phạm nhé. Theo số điện thoại là 0966 596 567. Anh Tân là chuyên cung cấp cây công trình cho anh em nào mà đam mê cũng như là muốn dựng khuôn viên vườn mình nó được phong phú hơn thì anh Tân sẽ cung cấp nhé. Đấy, những cây bức tường đấy ông ạ. Ba gốc tường.
tùng bay phượng múa hả anh? Tác phẩm nó là còn nan giải nhưng mà anh đang có cái định hướng chung, mỗi người một ý kiến. Đấy, mỗi người một ý kiến. Đây này. Đây cắt đây này. Đây này. Sau đó lấy tư liệu đây này. Cấy thêm một đây mấy thằng nữa. À đấy. Đấy, đấy là tôi đó. Ý tưởng thôi. Đây có tư liệu này. Phương pháp cao tay hơn. Vâng, đây này. Xong đi này, xong bắt đầu lấy tư liệu đây, lựa rượu. Chơi vào đây cho nó dày đặc cái khu này lại. Đúng không? Đấy, lấy là cái bài này, bài tận dụng hết cả cây gom lại chứ lại còn không không, không ghép đá cơ mà lại lấy cây đây nó còn nhiều tư liệu lắm nên cốt xì lấy bọn này ghép vào đây đồng bộ. Cốt keo là một trong những cái cốt xì bút đỏ khá là đẹp, cái này cao hơn 1 mét, tầm 1.3 em nha. Các nào tư duy tốt mà muốn sử dụng cái cốt to này thì cứ liên lạc trực tiếp anh Tuấn Mai, chúng con sẽ cho số điện thoại trên các bác thiện alo nhé. Có những tác phẩm tôi đặt số điện thoại này, quá đẹp. Đẹp quá. Trong cái kỳ một tháng vừa rồi thì có quá là nhiều cuộc giao dịch, đặc biệt là những tác phẩm được anh em giao dịch liên tục. Anh Phương vườn anh Phương Hải Dương, một chàng trai trẻ nhưng mà giao dịch khá nhiều tác phẩm đẹp luôn, cũng như là chú Cường Thóc Hải Dương, bố của anh Cường. Đấy. Hôm nay đi thì các anh cũng giao dịch được vài tác phẩm rồi, đặc biệt là Đa Phù Hồng nhé. Đa Phù Hồng cũng vừa cập bến thì có một cái tác phẩm xanh tán tầng, nó lại biến hóa sang một bên là thành hai con ở bên này không này. Đây này, nếu mà Chiến này nhìn nè, đây này, nếu nhìn trên hình ảnh này nó như kiểu hai con nghé trâu đang chạy rồi. Cái cây này là của Chiến à? Của em ấy. Sang tay chưa? Chưa. À, xem giá cả nào này, phát giá được cái. Hôm nay Đa Phù Hồng cũng đang có mặt ở đây rồi. Hôm nay có anh Phúc nè, là một trong những nhà vườn cũng nổi tiếng của Nga Sơn. Nhưng mà chưa biết cây nỉ hồng không, khó đấy nhờ. Thôi, còn nếu bán chi mỗi khi này. Ông nên tôi cắt này, cắt xem mục đích nhìn nó đẹp không? Đấy, tôi xin cái kỳ. Hôm nay rất nhiều anh tài ở đây nhưng mà không biết là bác nào quyết định cắt ở cái cây này. Ông Hồng yếu không cắt cái này kiểu gì tham khảo tí. Không, bí mật thì mua xong rồi. Tôi mua xong rồi tôi sẽ trình bày cái ý tưởng của tôi. Còn bây giờ anh Tuấn đây, từ từ nha. Sang bên này đây. Thôi vậy thôi. Cây này cũng khá là già. Các thời cứ quay vậy chứ. Bán hay không thì hồi sau sẽ rõ. Cây nào cũng bán. Cái hàng này có hợp anh Phúc không? Cắt thì chắc ăn hẳn rồi đúng không? Nhưng mà con này nằm đẹp luôn thì chắc chắn là cây sau đấy sơn lên hết mà không chế một cảnh đẹp. Hôm nay cũng khá nhiều anh em nhưng mà chuyên cái lá của nó có non không, lá già không chưa biết thế nào. Đây là phải bò dây đấy, ở trên đã thay lá bây giờ vậy ra bây giờ đánh cược này, ông bảo phải chết nhưng mà tôi đánh cược tôi cắt không chết nhưng mà sống như vậy là cho chắc ăn. Vâng, chắc ăn thôi, cháu cấy giờ cháu cấy thì tôi cấy 10 cây chết chín rồi nhưng mà thôi thì chết thì nó ngon hơn thôi chứ còn kỳ. Hiện tại là cây này bây giờ là cắt thành năm này, đây là một kỳ này, đây một kỳ này, đây một kỳ này, đây một kỳ này, đây chỗ này là thôi dừng lại đây. Cờ em thấp cờ anh cao, anh đánh bại cho em học tập. Cây xanh năm điền đó đúng giá đi.
còn chưa bán thôi, nên nhà Phúc đâu giá. Thôi, cái này anh em tôi cũng xin lên nhà anh Phúc để xem là có một vài tác phẩm thần kiếm nhá. Hôm nay là kiểu gì cũng có hàng rồi, ông Hồng có hàng rồi. Đông đây đứng đằng kia là quay lại nhìn biển xe. Có ông Nhấn rồi, quay lại xem để hốt ông Nhấn. Đấu giá không thành công. Khôi vừa lấy về. Hôm nay là dẫn Sê Phúc đi vòng quanh cái huyện Nga Sơn này. Đấy, thực ra là cái cây này thì chúng tôi cũng vừa bắt về này, anh Chiến chưa có ý định giao lưu thì để làm xong ạ, quay tiếp cho anh em nhé. Với những tác phẩm này thì vừa lấy về thì là phôi thôi, già.